AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Home Planet and Hunters là tựa game nhập vai chiến thuật với lối chơi đơn giản, được phát triển bởi Leper Game. Tham gia vào game, bạn sẽ có thể thu thập được các thợ săn và sử dụng họ để chiến đấu bảo vệ cho hành tinh quê hương. Được thiết kế với nền đồ họa pixel 2D phong cách retro chủ HD đẹp mắt, trò chơi có tạo hình các nhân vật thợ săn độc đáo. Đi kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh sống động và nhạc nền với những giai điệu sôi động kịch tính trong các màn chiến đấu. Game có lối chơi vừa đơn giản và dễ thao tác, vừa độc đáo với việc bước vào mỗi màn chơi, các nhân vật sẽ được tự động di chuyển chiến đấu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể điều khiển nhân vật bằng cách nhấn chọn nhân vật rồi kéo đến vị trí mình muốn hoặc kẻ địch mình muốn tấn công. Home Planet and Hunters hiện cung cấp cho người chơi 8 nhân vật thợ săn khác nhau để thu thập và lựa chọn sử dụng trong các màn chơi. Mỗi nhân vật đều có phong cách chiến đấu, khả năng và kỹ năng riêng. Nhằm nhân vật sẽ ở vai trò hỗ trợ và không có khả năng tấn công. Cho nên khi sử dụng những nhân vật này, bạn cần phải thường xuyên chú ý đổi vị trí đứng của họ khi chiến đấu để tránh bị việc tấn công. Các nhân vật sẽ chỉ tự động di chuyển chiến đấu với kẻ địch, nên việc sử dụng kỹ năng của họ một cách hợp lý sẽ phải phụ thuộc vào bạn. Nhằm kẻ địch khi bị hạ gục sẽ có rơi ra một món vũ khí, mà khi cho nhân vật di chuyển nhặt thì sẽ là một kỹ năng của một nhân vật trong đội. Những kỹ năng loại chỉ có thể sử dụng một lần rồi biến mất. Hoàn thành mỗi màn, kèm thử sẽ tích lũy được XP thăng cấp cho toàn đội hình. Bên cạnh đó còn nhận kèm thêm các loại tài nguyên và có khi là cả trang bị. Các nhân vật có thể được nâng cao sức mạnh bằng các trang bị. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao cho